Em xin chào cả nhà nhá. Em xin chào các bác. Mấy ngày nay em cũng hơi bận một chút thì có rất nhiều các bác là đánh thông tin cho em bảo là em ơi là lên thêm vài sản phẩm máy giặt tủ lạnh nữa đi. Em nói thật với các bác là tủ lạnh nhà em, máy giặt nhà em thì cứ về đến đâu thì em bán đến đấy. Hàng nhà em thì tiền đã số là khách quen đến ủng hộ nhiều. Thì thứ nhất là các bác nhìn thấy chất hàng nó khá là đẹp. Cái hàng đó là các sản phẩm hàng đấu giá. Nên là các bác nhìn tất cả các cái đồ đạc hôm nay em sẽ lên cho các bác ưu tiên cho bác ở khách quen ở trên Vĩnh Phúc. Bác bảo là bác cái này đã lấy hết cả đồ đạc nhà em đầy đủ rồi, điều hòa tủ lạnh máy giặt, điều hòa tủ lạnh có thiếu một cái máy giặt nữa thôi. Bác bảo em là lên cho các bác đấy một mẫu máy giặt tầm trung mà đời nó khá là cao. Thì em xin thưa với bác là đây ạ, thì con này thì em đang lên cho chọn cho anh là một con máy giặt Panasonic VX8600. Con này nó là giặt 10 kg và sấy 6 kg. Con này nó là model khá là full chức năng và đời 2016. Như con này em đã điện cho bác bảo lên video chi tiết. Đây là em đã lên, em hôm nay em sẽ lên video chi tiết cho ưu tiên cho khách quen này em. Thì các bác nào đang quan tâm đến các sản phẩm máy giặt tủ lạnh thì có thể là alo trực tiếp cho em hay là theo dõi các kênh của em. Thì tối qua nó mới về thêm được 2 em 9700. Đây con đằng trước này, đây các bác nhìn đây, nó dán tem ở Nhật đây, hàng đã bậc bán này, thì em đã mua của người dân và đây là địa chỉ của kho hàng của em tại Nhật. Đấy, đây con đằng sau này còn nguyên cả sách vở Catoro. Thì hôm nay em theo yêu cầu của khách quen của em sẽ review con 8600 này để cho bác xem. Thì thực ra là khách quen nhà em thì em điện thì bác bảo thôi em cứ lên video cho anh xem cho nó đã mắt, còn đâu là anh sẽ chắc chắn là anh sẽ lấy của em rồi. Thì xin thưa với bác, đây là con này là con VX8600, nó là model full chức năng, đều có cảm biến thông minh Ecolavi và Nano. Con này có cả giặt nước nóng này, giặt chức nóng đến 60 độ C. Ngoài ra nó có các chế độ như giặt chăn này, vệ sinh lồng này, giặt chăn là giặt khử khuẩn ở mức độ 60 này, 60 độ và giặt 40 độ và giặt khử khuẩn được 60 phút này. Giặt áo da này, áo dạ, áo lông vũ, áo len. Nó đầy đủ các chức năng ạ. Và các chức năng cơ bản của nó thì nó sẽ nhiều hơn một chút là nó có cả chế độ giặt nước nóng. Con này thì nó được sản xuất 2016. Đây, các bác nhìn cái chất hàng đây, khá là đẹp. Con này của nó là series 8, nó là phím ấn điện tử nha các bác. Con series 9 thì nó như con series 9 VX9700 này thì nó là phím cảm ứng. Đây, em sẽ giới thiệu qua cho bác cái về cái tính năng sử dụng của nó. Đây, đó đều là có 3 chức năng ạ. Giặt không này, giặt sấy này và sấy không. Đây là phím mở, đây là phím tắt, đây là phím khởi động. Thì các bác chỉ cần ấn lên thôi, nó sẽ ở trên, nó đang mặc định ở chế độ giặt sấy. Nếu các bác nào không muốn giặt sấy thì cho giặt không. Và nó giặt theo tiêu chuẩn và sấy khô. Sấy theo tiêu chuẩn và là nó sẽ tự động nó cân lồng nha các bác. Đây, các bác chọn nước nóng đây. Đấy. Không dùa giặt nước nóng thì các bác tắt bỏ đi. Không ấn start là máy chạy. Đấy, các bác nhìn thấy cái máy nhà em chất đẹp không? Thì anh chị em nào mà đang quan tâm đến máy giặt tủ lạnh thì alo trực tiếp cho em ạ. Đây em mẫu sản phẩm máy giặt 9700 này. Thì con VX9700 này nó là series 9 thì nó là phím cảm ứng hoàn toàn đấy các bác. Đây, càng về em còn chưa vệ sinh. Chưa vệ sinh, có ghim lòng ống nước thực hiện đầy đủ bộ. Hàng từ Nhật về như nào thì còn zin như thế nha các bác. Các bác nhìn là hông sườn vách như của nó đây. Ở bên em có cả 9800. Có cả Panasonic với 9800 rồi 2018 2019. Ngoài ra em còn các model như là 5E4 này, 5E5 hay là Toshiba là 117 A6 nó 2018 và V7 2019. Thì các anh chị em nào mà từ trước nay mà đang theo dõi kênh của shop nhà 87 Láng Hạ Hà Nội thì cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm lần sau.
Tủ lạnh thì chắc là em sẽ hẹn các bác trong vòng ngày tới hàng nó sẽ về nhiều, vì hiện tại thì ở cửa hàng bên em thì em đã bán tủ hết, gần hết rồi, còn một hai sản phẩm tủ mới thôi, tủ mới 100% đấy các bạn. Tủ 500 lít thì nó khoảng tầm độ 52 triệu. Đây các bạn nhìn lồng cho em không? Khá là đẹp. Đây em anh Thái ở trên chỗ Vĩnh Phúc. Nếu mà anh xem video này thì tí nữa em sẽ gửi anh xem video này nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.